Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video này, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn Toán lớp 6. Thì các em mở sách giáo khoa của môn Toán lớp 6, bài số 37. Thì chúng ta cùng đi vào nội dung của bài tập số 37. Bài 37 có nội dung như sau. Áp dụng tính chất A nhân mở ngoặc B trừ C đóng ngoặc bằng AB trừ AC để tính nhẩm. Thì ở đây người ta cho ví dụ 13 nhân với 99. Thì để thực hiện phép tính 13 nhân với 99, người ta sẽ phân tích số 99 bằng hiệu 100 trừ đi 1. Tức là 13 nhân với 99 người ta viết lại bằng 13 nhân với mở ngoặc 100 trừ 1 đóng ngoặc. Thì ở đây 13 nhân với một hiệu, người ta triển khai phép tính như sau. Lấy 13 này nhân với lần lượt số bị trừ và số trừ. Thì ta có 13 nhân với 100 bằng 1300. Trừ đi 13 nhân với 1 bằng 13. Và người ta sẽ có phép tính là 1300 trừ 13. Sau khi thực hiện phép tính này, người ta được kết quả là 1287. Thì áp dụng tính chất A nhân mở ngoặc B trừ C đóng ngoặc bằng AB trừ AC, chúng ta sẽ thực hiện phép tính sau. 16 nhân 9, 16 nhân với 19. Chúng ta viết lại phép tính như sau. 16 nhân với 19. Thì ở đây 19 chúng ta có thể viết lại bằng một hiệu là 20 trừ đi 1. Bây giờ ta có 16 nhân với 19 bằng 16 nhân mở ngoặc 20 trừ 1. Kết quả sẽ bằng 16 nhân với 20 trừ đi 16 nhân với 1. Mười sáu nhân với 20 chúng ta có kết quả như sau. 16 nhân 2, 16 nhân với 2 bằng 32. Sau đó chúng ta thêm một chữ số 0 nữa và đằng sau số 32, ta có 16 nhân 20 bằng 320. Sau đó chúng ta đi trừ đi 16. 320 mà trừ đi 16 thì chúng ta có 20 trừ đi 16 bằng 4. Vậy 320 trừ đi 16 chúng ta sẽ có kết quả bằng 304. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính 46 nhân với 99. 46 nhân với 99 bằng bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta cũng phân tích số 99 thành một hiệu. Và cụ thể chúng ta phân tích 99 bằng 100 trừ đi 1. Như vậy 46 nhân 99 bây giờ được viết là 46 nhân với mở ngoặc 100 trừ 1 và kết quả sẽ bằng 46 nhân với 100 trừ đi 46 nhân với 1. Thì chúng ta để thực hiện phép tính này, chúng ta chỉ việc thêm hai chữ số 0 và đằng sau số 46, chúng ta sẽ có 46 nhân với 100 sẽ bằng 4600. Sau đó chúng ta sẽ trừ đi 46 nhân 1 bằng 46. Như vậy bây giờ chúng ta thực hiện phép tính 4600 trừ đi 46, kết quả sẽ bằng 4554.
4.554. Tiếp tục chúng ta thực hiện phép tính. Ba mươi lăm nhân với 98 thì ở đây chúng ta cũng phân tích 98 bằng hiệu 100 trừ đi 2. Như vậy chúng ta viết lại phép tính như sau. Ba mươi lăm nhân mở ngoặc 100 trừ 2 sẽ bằng 35 nhân với 100 trừ đi 35 nhân với 2. Chúng ta có 35 nhân với 100 sẽ bằng 35 và thêm vào đằng sau số 35 hai chữ số 0 nữa. Như vậy 35 nhân 100 bằng 3.500. Trừ đi 35 nhân 2, 35 nhân 2 chúng ta được kết quả bằng 70. Thì ở đây chúng ta thực hiện phép tính 3.500 trừ 70 bằng bao nhiêu? 3.500 và trừ 70 chúng ta được kết quả bằng 3.430. Như vậy chúng ta làm xong bài tập số 37. Tiếp theo là bài tập số 38 sử dụng máy tính bỏ túi, thì bài này các em tự làm bằng máy tính. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 39. Theo chúng ta làm bài tập số 39. Số 142.857 có tính chất rất là đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6. Em sẽ tìm được tính chất đặc biệt ấy. Thì khi chúng ta lấy số 142.857 nhân lần lượt với 2, 3, 4, 5, 6, chúng ta sẽ được kết quả như sau. 142.857 nhân với 2, chúng ta được kết quả là 285.714. Nhân với 3, chúng ta được kết quả là 428.571. Nhân với 4, chúng ta được kết quả là 571.428. Nhân với 5, chúng ta được kết quả là 714.285. Và nhân với 6 chúng ta được kết quả là 857.142. Thì ở đây chúng ta có nhận xét như sau. Số 142.857 nó được viết từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 7, 8. Thì kết quả của nó khi nhân với 2, 3, 4, 5, 6, 7, xin lỗi 2, 3, 4, 5, 6. Thì kết quả này cũng được viết từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 7, 8. Đây. Kết quả của phép nhân thứ nhất, tức là nhân với 2, thì chúng ta cũng tích của nó cũng được viết từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 7, 8. Như vậy chúng ta làm xong bài tập số 39. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 40. Bài tập số 40 có nội dung như sau. Bình Ngô Đại Cáo ra đời năm nào? Năm A, B, C, D. Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo tổng kết thắng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Viết rằng AB là tổng số 2 ngày, là tổng số ngày trong 2 tuần lễ, còn CD thì gấp đôi AB. Tính xem năm A, B, C, D là năm nào? Chúng ta sẽ giải bài toán như sau. Chúng ta biết AB. AB. AB
AB là tổng số ngày trong 2 tuần lễ. Mà mỗi tuần là 7 ngày. Mỗi tuần có số ngày. Không 7. Cho nên ta có AB sẽ bằng 2 nhân 7 bằng 14. Thì lúc này ta sẽ có AB bằng 2 nhân 7 bằng 14. Tiếp tục CD lúc này sẽ bằng 2D gấp đôi AB, cho nên C sẽ bằng 2 nhân với 14 và bằng 28. Như vậy năm ABCD là 5 AB là 14, còn CD là 28, tức là 5, 1428. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên bấm vào nút like và nút chia sẻ để cho nhiều người cùng xem. Nếu cảm thấy video là hữu ích, và các em hãy vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh nếu các em chưa đăng ký kênh, để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.